chạy theo tiếng xe Phương rồi mới chạy đi. Cái nào mực mày mất gà cho mực. Xe Phương dơ quá chưa nữa. Cho em, con chào gì? Cho con nè, ăn gì chua hả? À, sao mắt con về ngồi ăn gì chua đây, đây. Cái đuôi gì cục ngủ quá vậy, mắc cười lắm, mắc cười ghê luôn á. Nó ăn gì chưa vậy? Đó. À, ủa? Đó, ê, xin chào. Ui, bữa nay mấy đứa con bả lớn quá nhìn bả ghê luôn á. Nè, cho mặt nè. Hả? Ăn đi, ức gà. Ăn đi. Thương quá. Đó, ăn đi. Nó ăn rồi hả gì? Dạ. Mưa chưa, tự nhiên cái mưa, trời ơi, nó mưa ào xuống một cái. Ôi trời, nó ngủ cái tướng kìa trời. Nó ngủ cái tướng trời. Ôi là trời. Cái bà bốn chân, bốn cái vớ, nó mang vớ này, trời ơi. Trời ơi, sao mà ghét quá vậy trời. À, đi đâu đây? À, Mừng Phương hả? À? Chạy ra Mừng Phương hả? À? Trời ơi, mấy bữa nữa chạy ra lon ton theo mẹ, nó ra Mừng Phương này vui lắm luôn á. Giống như giống như lông xù vậy kìa. Mấy con đen này giống như lông xù hay gì ha? Ngộ ha. Ngộ ha. À, hỏi Phương đi đâu á? Phương vô thăm mấy đứa nè. Trời ơi, mặt bà này dễ thương chưa kìa. Người ta đang ngủ mà Phương ơi, Phương phá không à. Nó hửi đồ ăn, cái tay của Phương có mồ đồ mùi đồ ăn nè. Trời ơi, quắc quắc cái đuôi nó, trời ơi. Người ta đang ngủ mà đè lên nhau vậy nè. Ôi là trời, thương quá. Nhìn kìa, ghét ghê luôn á, chịu gì được. Mà bốn mắt này đẹp ghê luôn á, mà con nào cũng đẹp hết trơn á, mỗi con nó đẹp một kiểu khác nhau. Trời, nhà con mà có sân cho cô hốt mấy này giờ luôn á, dì ơi, thiệt luôn á, rất tiếc là nhà không có sân. Hôm qua mà bà có chạy theo con về bển luôn á, dì má ơi, ghét ghê luôn á.